Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa thứ Tư ngày 9 tháng 3. Thưa quý vị, hội thảo cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đã diễn ra vào chiều qua tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại tá Đào Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội thảo. Các báo cáo tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, vai trò của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, những khó khăn thách thức đặt ra đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đòi hỏi của công tác bảo vệ an ninh trật tự hiện nay, thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa những năm gần đây, những khó khăn thách thức đặt ra và tính cấp thiết của việc xây dựng hai dự án luật và vị trí vai trò của hai dự án luật trong đời sống xã hội nói chung, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Hà Quốc Trị nhấn mạnh, các báo cáo tham luận được chuẩn bị hết sức công phu và các ý kiến của đại biểu đến từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố đã củng cố vững chắc hơn những luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở cho việc xây dựng hai dự án luật. Hội thảo cũng đã cho thấy sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự nâng cao trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa về sự cần thiết phải xây dựng hai dự án luật. Sáng nay tại Nha Trang, 150 đại biểu thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tham gia hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung quan trọng trong nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nghị quyết 09 đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế, là một cực tăng trưởng trung tâm của khu vực duyên hải và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết số 09 nhằm giúp cấp ủy, tổ chức chính trị xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận cao trong người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết số 09. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo Nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất là người sử dụng lao động bị tác động bởi đại dịch dẫn đến có người lao động phải ngừng việc. Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người sử dụng lao động hoạt động trong 5 lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn gồm vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo thời gian trả thực tế, tối đa 3 tháng, lãi suất cho vay 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay. Thời hạn vay vốn tối đa 12 tháng. Trong 8 tháng triển khai, chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất đã trợ giúp doanh nghiệp và người lao động phát triển sản xuất và ổn định việc làm. Chính phủ đã đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3. Các doanh nghiệp du lịch Nha Trang Khánh Hòa đang tuyển dụng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực để thích ứng với tình hình mới. Trước mắt là hướng đến mùa du lịch hè 2022. Do ảnh hưởng dịch bệnh, hoạt động kinh doanh bị thu hẹp nên nhiều doanh nghiệp du lịch đã cắt giảm nhân sự trong thời gian dài. Trong giai đoạn khó khăn nhất, 80% lao động trực tiếp ngành du lịch tại Khánh Hòa, tương đương 40.000 lao động phải nghỉ việc, chuyển việc. Vì vậy, để đón đầu cho sự phục hồi du lịch, các doanh nghiệp cần có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực để sẵn sàng đón khách mùa du lịch hè, tránh tình trạng thiếu hụt nhân lực như đợt Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vừa qua. Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, định hướng trong việc xây dựng sản phẩm đặc thù của du lịch Khánh Hòa, Sở Du lịch sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ lao động chất lượng, chuyên nghiệp cho du lịch xứ Trầm Hương. Hiện nay, Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở đào tạo để mở các lớp đào tạo về ngoại ngữ, nghiệp vụ quản lý khách sạn chất lượng cao, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối mô hình tình thương cho em hậu COVID, đầu tháng 10 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm hỗ trợ, chăm sóc cho các em bị mồ côi do tác động của COVID-19 trên địa bàn. Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp, các ngành và hội viên phụ nữ. Đây cũng là một trong những mô hình phần việc tiêu biểu của các cấp hội cơ sở trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngây thơ nhìn lên ảnh thờ của mẹ, bé Phan Nguyễn Kháng Ngân sinh năm 2017 ở tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, còn quá nhỏ để hiểu rằng giờ đây mình là em bé mồ côi. Tháng 10 năm 2021, bà của Ân vào thành phố Cần Thơ để chữa bệnh rồi mắc COVID-19 và qua đời. Trước đó, mẹ của cháu cũng đã mất vì bệnh nan y. Khả Ân luôn theo bà ngoại. Bà chính là điểm tựa duy nhất của Ân. Nhưng bà đã già yếu hay đau ốm, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và hàng xóm láng giềng. Ông ngoại nói là thôi cởi ráng nuôi cháu, giờ tôi với bà cũng ráng cố gắng, cũng nhờ mạnh quân với nhờ các địa phương. Bây giờ giúp đỡ cho cháu, cởi còn một hơi thở cuối cùng, vậy bà vẫn nuôi cháu. Bây giờ nó mất rồi, bây giờ không có được, không có bỏ cháu được. Bây giờ nhờ bà mạnh quân, các phụ nữ rồi giúp đỡ cho cháu. Cảm thương với hoàn cảnh của Khả Ân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh đã có kế hoạch đỡ đầu cho cháu. Bên cạnh việc thăm hỏi động viên, hội thường xuyên phối hợp với địa phương vận động thêm kinh phí, nhu yếu phẩm, gạo để hỗ trợ hai bà cháu. Bên cạnh các chính sách của nhà nước, của tỉnh đã được triển khai thực hiện, các tổ chức cá nhân cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hoàn cảnh này, giúp cháu vượt qua sự mất mát bằng sự chăm sóc tận tình, ấm áp. Cái chương trình đỡ đầu này mang một tính ý nghĩa rất là nhân văn. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Phú cũng rất là mong nhà nước, các ban ngành đoàn thể cùng với toàn xã hội chung tay giúp đỡ và tạo điều kiện để mà giúp đỡ cho cháu có một cuộc sống y như những cái đứa trẻ khác. Ngay sau khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu trong các cấp hội với mục tiêu tạo điều kiện để trẻ mồ côi do COVID-19 được hỗ trợ, chăm sóc, phát triển toàn diện trong gia đình và cộng đồng, được đảm bảo đầy đủ các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật với thông điệp. Không để các trẻ em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, bị bỏ sót, không được hỗ trợ, chăm sóc, đỡ đầu. Trước mắt ở Khánh Hòa, chương trình thực hiện theo nhiều hình thức, từ việc các tổ chức cá nhân, tổ nhóm phụ nữ trực tiếp nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện và gián tiếp thông qua gia đình, người nuôi dưỡng hoặc hỗ trợ tài trợ qua chương trình, trừ phần quà san sẻ yêu thương ở các cấp hội. Khuyến khích vận động các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu, đảm bảo sự ổn định về môi trường sống, tâm sinh lý của trẻ. Mỗi tổ chức cá nhân có thể nhận đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ, khuyến khích cam kết nhận đỡ đầu các con đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định, theo điều kiện khả năng của tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu hoặc nguyện vọng của gia đình. Cái chương trình này là nhằm vận động cán bộ hội viên phụ nữ, các tập thể, cá nhân mạnh thường quân, trung tâm hỗ trợ cho các em kể cả vật chất và tinh thần. Và hội phụ nữ chúng tôi là cái nơi để mà kết nối giữa người nuôi dưỡng và người mà hỗ trợ với một cái tinh thần làm sao là cho các con được phát triển toàn diện, rồi được chăm sóc, được nuôi dưỡng về sức khỏe, về tinh thần và học tập. Cái chương trình của chúng tôi là sẽ theo sát các em đến năm 18 tuổi. Chúng tôi sẽ kêu gọi càng nhiều mẹ đỡ đầu, chăm sóc cho các con thì càng tốt. Cho đến thời điểm hiện tại, chương trình kết nối Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa triển khai đã có 10 mẹ, 15 tổ chức đăng ký nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 18 trẻ mồ côi có cha mẹ mất do dịch bệnh COVID-19. Với mong muốn tạo nên không gian sống lành mạnh cho trẻ em đã phải chịu nỗi đau mất cha mẹ vì đại dịch, Mẹ đỡ đầu luôn đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu. Để làm tốt chương trình, Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các hội cơ sở tích cực nắm bắt tình hình để kịp thời quan tâm và đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp với trẻ. Đồng thời tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nhằm nối rộng vòng tay, xoa dịu phần nào nỗi đau, ổn định tâm sinh lý cho trẻ trong quá trình trưởng thành.
tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ được đồng loạt tổ chức trong tháng 3 năm nay. Thiết thực chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao các cấp hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 2022, chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2020-2030. Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa đã có văn bản hướng dẫn triển khai đến các đơn vị địa phương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, tùy tình hình thực tế, các đơn vị địa phương có thể chủ động sáng tạo trong việc tổ chức lồng ghép với các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 với tổ chức ngày chạy Olympic. Sau khi kết thúc đợt chạy, các đơn vị địa phương có thể tổ chức thêm các hoạt động, các giải thể thao quần chúng như việt giã, thể dục dưỡng sinh, kéo co, đẩy gậy, các môn thể thao truyền thống, các trò chơi vận động, v.v. nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, công tác tổ chức phải luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, sau khi không bảo vệ được chức vô địch quốc gia 2021, đội bóng chuyền nam Sanet Khánh Hòa đã bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hơn nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2022. Đặc biệt, mùa giải năm nay sẽ có nhiều sự thay đổi trong thể thức thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia với tính cạnh tranh ngày một cao hơn. Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ lúc này sẽ giúp đội bóng đủ khả năng để đạt được những thành công trong năm. Mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021 vừa kết thúc. Ngay lập tức, ban lãnh đạo đội bóng chuyền nam Sanet Khánh Hòa đã bắt tay ngay vào công tác rà soát, làm mới lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới. Trong đó đáng chú ý là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi đội bóng ra thông báo đưa huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đảm nhiệm chiếc ghế nóng của đội. Đại diện ban lãnh đạo đội bóng cho rằng sự thay đổi này là cần thiết bởi huấn luyện viên Nguyễn Quang Ngọc được biết đến là một người huấn luyện viên có tiếng của làng bóng chuyền Việt Nam và được kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho toàn đội. Với đội Sanet Khánh Hòa thì mục tiêu tối thiểu là phải vào top 4 và mục tiêu cao nhất là phải vô địch. Cái này là cái chiến lược của cả Sở Thể thao Khánh Hòa với lại công ty Yến Sào. Và tôi thấy là cái sự chăm sóc với cái sự hỗ trợ của công ty Yến Sào đối với đội bóng chuyền nam hiện nay là theo tôi đánh giá là tốt nhất toàn quốc hiện nay. Không chỉ thay đổi trên băng ghế huấn luyện, lực lượng đội bóng cũng đã được tăng cường. Bên cạnh việc đàm phán giữ lại những nhân tố nổi bật như Thái Hưng, Văn Tiên, Trung Trực, Đình Nhu, đội bóng đã gấp rút đưa về tuyển thủ quốc gia Phạm Quốc Dư. Đây là cầu thủ chủ lực của đội bóng chuyền nam La Vi Long An. Đáng chú ý, một trong những trụ cột quan trọng của đội là chủ công Từ Thanh Thuận cũng đã thông báo sẽ không rời đội, tiếp tục gắn bó để cùng Sanet Khánh Hòa chinh phục những đỉnh cao mới. Đi về Vĩnh Long thì cái mục tiêu em chỉ là trụ hạng thôi. Thì ở đây thì truyền thống đội bóng chuyền Sanet Khánh Hòa là luôn luôn là phải đặt mục tiêu là cao nhất, nên em quyết định ở đây tiếp tục để chinh phục cái đỉnh cao tiếp theo. Với một đội hình nhiều ngôi sao, dày dặn kinh nghiệm, bóng chuyền nam Sanet Khánh Hòa sẽ tiếp tục đặt ra mục tiêu cao nhất trong năm 2022. Tuy nhiên, việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa ban hành điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 với nhiều thay đổi, đáng chú ý như các đội bóng chỉ thi đấu một vòng, sau đó bước vào vòng chung kết xếp hạng. Các đội được thuê ngoại binh đã tạo ra sức cạnh tranh rất lớn cho chức vô địch. Do đó, đội bóng chuyền nam Sanet Khánh Hòa cũng đã tính toán và có phương án tập luyện để đưa về các ngoại binh có chất lượng, tăng cường sức mạnh của đội trước khi bước vào mùa giải. Tháng 7 chúng ta mới thi đấu cho nên là nó còn vướng đến hết tháng 5 mới kết thúc SEA Games thì chúng tôi mới có toàn bộ lực lượng để tập trung làm nhiệm vụ tháng 7. Nó có một cái khó khăn là tuần rồi là 90% quân số đội bị Covid. Chúng tôi vừa tập lại được từ ngày hôm qua rồi. Toàn đội đang nỗ lực vừa tập luyện vừa thực hiện các phương án phòng chống Covid-19 hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của đội. Bởi năm nay, đội bóng và các cầu thủ trong đội sẽ tham gia nhiều sự kiện lớn như SEA Games 31, Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2022, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, nên ban huấn luyện luôn thận trọng và có tính toán chặt chẽ cho từng giải đấu. Đặc biệt, với một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, có cá tính sẽ giúp các cầu thủ phát huy hết khả năng của mình trong từng giải đấu, từ đó có thể viết thêm những thành tích mới cho đội bóng chuyền phố biển. Phóng sự thể thao vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.